Xin chào mọi người, hôm nay là chiều chủ nhật ngày 5 tây tháng 9 của vùng Tây Nam Sydney. Bên ngoài bây giờ là 18 độ C, nhưng mà có gió hơi lạnh lạnh. Đã bắt đầu sang mùa xuân rồi, trời vẫn còn lạnh lạnh, chắc có thể đổi mùa đó mọi người ạ. Đó, trước mặt mình là cái kêu là cái New Club, một cái niver là club, để chỗ này chỉ chỗ mà người ta làm đám cưới, làm những cái function mà thôi. Nó thuộc cái cộng đồng của Assyrians, thì thỉnh thoảng ở đây có tổ chức những cái đám cưới vào cuối thứ sáu, thứ bảy chủ nhật, nhưng bây giờ lockdown nên nó không có tổ chức được. Thì chỉ có năm, nếu mà tổ chức thông thường tổ chức những cái party lớn đám cưới phải có singer, phải có nhạc đờn trống, nhưng mà với cái hiện tại chỉ cho 50 khách để dự đám cưới thì làm sao mà tổ chức được một cái party đám cưới lớn như thế này. Có cái chiếc xe giao hàng vẫn còn chạy, hôm nay chủ nhật cũng nhiều xe quá. Đó, đây là con đường chính của Idisero. Cái club này nó hình thành từ năm 1969. Đây là cái club cộng đồng, cũng như mỗi cái cộng đồng ở trên Trung Quốc, như là cộng đồng Việt, cộng đồng Lào, cộng đồng Thái, cộng đồng Trung China, Trung Quốc, và những cái cộng đồng khác như Nhật Bản, Tây Ban Nha, tất cả cái cộng đồng khác trên thế giới. Ở Úc thì tại vì nước Úc là một cái nước đa văn hóa, tất cả các di dân từ các nước trên thế giới đều đến Úc để định cư, bởi vì nước Úc là một cái nước rất là tốt, rất là an bình và nhân đạo, nên tất cả mọi người dân đều thích ở Úc. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là thời tiết khí hậu của Úc cũng dễ chịu hơn những cái xứ khác, và nước Úc là cũng không có chiến tranh. Đó là vậy đó. Đó là những lý do theo mình biết. Đó, trời hôm nay có nắng nhưng mà cũng có mây, hy vọng chiều nay sẽ mưa một chút. Cái đối diện mình nó kêu là Eden Club, kêu là Eden Venue, là như vậy đó. Đó, nó rất lớn, có kha bạc lớn như vậy. Cái trên đỉnh đầu của cái tháp giống như đại diện cho một cái cộng đồng của Assyria. Thỉnh thoảng cũng vào weekend hay là những cái weekend đặc biệt cũng có những người singer Arabic tới, nhưng mà phải tổ chức một cái party rất là lớn, cái event rất là lớn thì mới đủ người, đủ sở hội, thì cái club này mới mở. Thôi cùng mình đi vòng tiếng nha. Sydney, New South Wales, ngày nào cũng có new case, rồi người chết, người ở trong bệnh viện, ngày nào cũng như vậy. Riết rồi mọi người coi cũng thấy không có gì khác lạ. Ngày nào bà thủ hiến cũng kêu là vaccine thôi, chỉ có vaccine 70% trở lên thì quả mai mới có cơ hội mở cửa, quả mai mới COVID không lan tràn mà thôi. Đó, nơi đây là cái chỗ mà người ta COVID test đó, ở gần nhà mình. Nếu có triệu chứng khác hay là gì khác thì mình nếu đi test là tốt nhất, để kịp thời chữa trị đó mọi người ạ. Đó, đối diện mình là cái shop. Mình phải qua shop mua trái cây, mua cái mandarin để cho anh
đây. Chủ nhật mọi người cũng đi shop cho cả tuần nên xe cộ cũng nhiều quá. Trong đây nó kêu fresh, quanh stop shopping nó có bán đủ hết. Trong nó có thực phẩm, cũng các loại bán thực phẩm Á Châu nhưng mà đồ ở đây thì mắc hơn. Nhưng mà đồ rau cải cũng rất là rẻ. Cái buổi chiều đầy nắng ấm của vùng Tây Nam Sydney đó. Thôi mình xin chào nha, mình phải vào shop đây. Chúc mọi người có một ngày Father Day vui vẻ cùng con cháu và gia đình.